anh nghe, đừng gì vào người ta. Tên tôi là Lê Đình Hồi. Cái này nó nằm đây. Thì cái đầu trên này, cái này nằm đây. Đấy. Đây. Chưa? Đấy. Nhìn cột mình, nhìn cột bên cạnh này đi. Xuống dưới luôn, xuống dưới luôn đi. Chào ông cháu, tay cháu là Nguyễn Minh Hiếu. Nhìn cao lên, cao lên. Nhưng hơi cao lên tí anh. Cái lên trên kìa. Ừ. Nhìn vào góc đây chưa bố nha. Nút góc nha anh. Đẩy hết nó ra rồi. Ép cân hết bằng xuống nào.